Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi cập nhật tới các quý vị thông tin về cái trang web cập nhật cửa cuốn cũ, tức là trang web cập nhật cửa cuốn cũ trong những trường hợp ví dụ như là khách hàng đo sai hay là các đại lý đo sai thì không lắp được, hoặc là có những trường hợp là mua rồi sau đó là không lắp, thì bản chất của nó là vẫn là mới thôi, nhưng mà sau khi sản xuất ra thì là để một thời gian dài. Đấy thì tôi có thể coi là cuốn cũ. Đấy, vì muốn nhằm cái trước thì cái thông tin của cuốn cũ thì các vị có thể là click vào cái trang web villastargroup.vn, cái đường link website tôi có để bên dưới phần mô tả của video này. Đấy, khi các quý vị vào trang web thì các vị vào tin tức thì có những cái thông tin như là thanh lý hiện nay là thanh lý 200 bộ cửa cuốn tấm liền kéo tay mới 100%, thì các vị có thể click vào các vị xem là kích thước của nó là bao nhiêu. Đấy, thì các vị muốn lấy bộ nào thì các vị có thể là liên hệ theo cái số điện thoại tôi để bên dưới phần mô tả của video này, hoặc là liên hệ theo cái số điện thoại trên website là 0982064269. Đấy thì các vị liên hệ để đặt hàng. Đấy thì cái khi các vị mua ấy thì là cái trang web này không cập nhật và làm miễn phí vận chuyển ở tại Hà Nội, hoặc là gửi từ Hà Nội đi tất cả các tỉnh trên toàn quốc. Đấy thì các vị có thể xem. Đấy, trong đây nó cập nhật các thông tin có cái bộ cửa như là rộng 3m này, cao 3m1 này, 20 bộ này, rồi là rộng 3100, cao 3300 bằng 10 bộ này. Đấy, rất là nhiều, rồi là rộng 3500, cao 3300 bằng 15 bộ. Đấy, thì các vị có thể vào để xem. Đấy, đây là những hình ảnh cửa cuốn lắp tại các công trình cũng như là cửa cuốn tại kho xưởng. Đấy. Đấy thì cái nội dung video tôi chia sẻ thì đây là kết thúc. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.